xuân của chúng tôi là ACSD. Xin chào mọi người, mình là Vinh. Mình là Yến. Chúng mình đến từ KIKASETV. Mình hiện tại đã làm ở ACSD được 7 năm rồi. Còn mình thì đã được trên 4 năm rồi. Mọi người ơi, mọi người ơi, hãy ủng hộ và bình chọn cho nhóm của Vinh và Yến nhé. ACSD là một tập thể tuyệt vời với trai ACSD. Hòa đồng, năng động và vui tính. Gái ACSD dễ thương và không kém phần năng động. Mọi người ơi, hãy chung tay xây dựng một ACSD vững mạnh và phát triển. ACSD gắn kết và phát triển.